Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Cũng rất là lâu rồi thì do dịch bệnh ở cả Bắc Ninh và Hà Nội nên bên em cũng không ra video update được thường xuyên về giá cả. Tuy nhiên thì tuy nhiên sắp tới thì cũng là tháng 7 ngâu rồi, một thời điểm có thể nói là cực hot để quý anh chị tham khảo khi mà mua xe. Chúng ta có cái giá bán gọi là ưu đãi nhất trong năm với gần như là tất cả các dòng xe mới, và đặc biệt là trong cái thời buổi khó khăn như là Covid hiện nay. Thì hiện nay vẫn bốn phiên bản chúng ta được bày bán tại thị trường thôi. GRS này, G trước mặt quý anh chị này, ECVT số tự động và ECVT và E số sàn đó. Mức giá bán chương trình khuyến mại thì phiên bản GRS 630 triệu hiện nay tại các đại lý đang có mức dao động hỗ trợ vào khoảng từ 30 đến 35 triệu đồng tiền mặt và có thể tặng kèm thêm chút chút phụ kiện nữa. Tuy nhiên thì thực sự là phiên bản GRS không phải là phiên bản quá quá chạy, và cái lượng xe ở từng tháng nó về cũng không quá nhiều. Bán thật sự tốt, hiện nay thật sự chỉ có phiên bản G 580 triệu đúng không ạ? Chúng ta chỉ có phiên bản G và phiên bản ECVT thôi. Hiện nay thì và G cũng được đẩy doanh số khá tốt khi Toyota Việt Nam ra chương trình hỗ trợ cho khách hàng tại thời điểm Covid, và mức tổng khuyến mại dao động có thể lên đến khoảng 60 triệu tiền phụ kiện nhé. Chúng ta có thể hoàn toàn có thể quy đổi ra một lượng tiền mặt khá lớn. Tuy nhiên thì để có được sự lựa chọn tốt nhất về giảm giá tiền mặt cũng như là lựa chọn phụ kiện theo xe thì quý anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm trên màn hình nhé. Hai phiên bản ECVT hiện nay mức giá hỗ trợ đang giống nhau, tức là số sàn hay số tự động phiên bản ECVT thì chương trình khuyến mại đang áp dụng là tương đương. Hai xe có mức giá bán chênh lệch vào khoảng 40-50 triệu đúng không ạ? Nhưng mà thời điểm thực sự dịch bệnh như này các bác mua số sàn chạy dịch vụ rất là ít nên cái lượng xe nó cũng không không quá nhiều. Chương trình hỗ trợ vào khoảng 50 triệu đồng tiền phụ kiện và có thể giảm giá quy đổi về tiền mặt. Tuy nhiên cái mức nó quy đổi chỉ dao động vào khoảng từ 40 đến khoảng 42 triệu đồng thôi nhé. Đó. Làm sao để lựa chọn được mức giảm giá tiền mặt hợp lý mà vẫn được lấy được cái lựa chọn phụ kiện an toàn và đầy đủ cho xe thì mình cứ liên hệ để bên em tư vấn một cách tốt nhất nhé. Với những quý khách hàng mà ở địa phương như ở Bắc Ninh này hay một số tỉnh lân cận mà đang làm việc tại Bắc Ninh thì hoàn toàn có thể mua xe tại Toyota Bắc Ninh. Từ đầu năm 2021 thì Toyota Việt Nam cũng ra chính sách khuyến khích cho những đại lý ở showroom ở tỉnh địa phương cạnh tranh hơn về giá bán so với Hà Nội, và thật sự là khi chúng ta mua ở những tỉnh khác thì cái đường xá đi lại và các tính năng khác nó cũng ảnh hưởng khá nhiều. Thì trên đây thì em cũng vừa cập nhật qua giá bán chương trình khuyến mại tại Toyota Bắc Ninh của một số đầu xe Vios trong tháng 7 ngâu sắp tới. Quý anh chị đang có nhu cầu tìm mua xe cần tư vấn thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đính kèm trên màn hình. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.